đang ở trong không gian của con đò thời gian. Con đò thời gian, một chương trình mà các thầy học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Đức Tuấn tổ chức với mong muốn viết lên những lời tri ân đẹp nhất để gửi đến thầy cô ở mắt trường thương nhân ngày xưa mà chúng em đã học tập. Cùng thế, nhân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam, con đò thời gian 4, chương trình văn nghệ ngày hôm nay có chủ đề là yêu lắm trường xưa. Chương trình được tổ chức là nhờ những đóng góp to lớn về tinh thần của thầy Trần Đình Trọng, thầy Trần Thanh, ban liên lạc của học sinh trường Quốc Tuấn và từ học sinh nhiều thế hệ. Ban liên lạc của học sinh trường Quốc Tuấn đã được thành lập như là cầu nối giữa thầy cô giáo hiện đang công tác và đã nghỉ hưu với các thế hệ của học sinh nhằm gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, tương trợ và gắn kết các thế hệ học sinh của trường. Tiếp theo, mời quý vị đại biểu với thầy cô giáo cùng thưởng thức bài hát Trung học Trần Quốc Tuấn Hàn Quốc, sáng tác của nghệ sĩ Trần Xuân Tiến, do quý thầy cô của hội trường lớn nhất và đại thể từ học sinh khóa 85 trình bày. Những đêm đông
vui cười hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta.